Đám cưới Kỳ Duyên, Trịnh Hội. Bộ ảnh cưới trọn bộ, ảnh cưới Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội full trọn bộ những hình ảnh Kỳ Duyên trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tái hợp với chồng cũ Trịnh Hội sau hơn thập kỷ. Hiện tại, nữ MC Kỳ Cựu vẫn chưa chính thức lên tiếng về việc tái hợp Trịnh Hội. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải hình ảnh đang bên một người đàn ông giấu mặt, cả hai nắm tay nhau tiến về phía trước và thể hiện rõ sự hạnh phúc. Đáng chú ý là lời nhắn nhủ yêu thương mà nữ MC dành cho đối phương, cũng đồng thời là lời ước hẹn năm xưa giữa hai người. Cuộc hành trình em hứa sẽ về nếu anh chờ. Lời hứa năm xưa em vẫn giữ, từ nay mình nắm tay nhau đi suốt quãng còn đời, còn lại nếu như anh đã hứa với em, anh nhé, Kỳ Duyên viết. Ngay lập tức, bài đăng của Kỳ Duyên nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn bè và cư dân mạng. Mọi người chú ý đội dồn vào ngôn từ cô viết gửi đến người thương, từng dòng chữ như đang ngụ ý nối lại tình xưa. Căn cứ vào bức ảnh được Kỳ Duyên công khai, không ít bình luận cho rằng ngoại hình của người đàn ông rất giống MC Trịnh Hội, chồng cũ của cô. Đặc biệt, nhiều bạn bè của Kỳ Duyên cũng úp mở việc nữ MC tái hợp với người chồng thứ hai sau hơn một thập kỷ ly hôn. Chúc anh chị hạnh phúc, người sau này chia tay nhiều năm vẫn nhớ chia, chị là con ta, là người luôn luôn muốn cùng ta tiếp tục nắm tay và xây ngôi. Chúc anh chị hạnh phúc, người sau này chia tay nhiều năm vẫn nhớ chia nhà cho ta, là người luôn muốn cùng ta tiếp tục nắm tay và xây ngôi nhà ấm áp. Em vui quá, chúc mừng anh chị, cầu cơ duyên sẽ có nợ chắc chắn sẽ quay về. Chị không ngạc nhiên và rất cảm động, thật vui và hạnh phúc vì hai em đã về với nhau. Nhiều người nghi ngờ màn tái hợp của Kỳ Duyên, Trịnh Hội. Trước những suy đoán và bình luận chúc mừng mọi người, nữ MC hiện tại vẫn chưa lên tiếng về nghi vấn nối lại tình xưa. Kỳ Duyên nổi tiếng tại các sân khấu hải ngoại và tài năng ăn nói lưu loát, được biết đến là người đẹp trí tuệ. Thế nhưng trái ngược với đường công danh, tình duyên của cô lại khá lận đận với hai lần đò và một cuộc tình 10 năm không cưới. Cô kết hôn lần đầu với một bác sĩ Việt Kiều và có hai cô con gái, cuộc sống sung túc, không thể cứu vãn. Cuộc hôn nhân khiến cho cả hai nảy sinh bất đồng, dẫn đến ly hôn. Sau hôn nhân đổ vỡ, cuối năm 2004, nữ MC hải ngoại tái hôn với nam luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Khi ấy ba mẹ hai con đã 39 tuổi, Trịnh Hội kém bà xã 5 tuổi nhưng rất chín chắn. Những tưởng Kỳ Duyên sẽ đi đến cuối cuộc đời với tri âm tri kỷ của mình, nhưng cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ kéo dài được 4 năm. Đầu tháng 5 năm 2008, tin đồn về sự rạn nứt của Kỳ Duyên và Trịnh Hội bắt đầu rầm rộ, nhưng cả hai giữ im lặng. Mãi đến đầu tháng 12 năm 2008, thông qua trang cá nhân, Kỳ Duyên chính thức thông báo về sự tan vỡ. Sau 2 năm chia tay, Kỳ Duyên, Trịnh Hội xây dựng mái ấm gia đình với người vợ mới mang tên Mai Thi, còn nữ MC cũng hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi. Tuy nhiên, sau 10 năm gắn bó thì Kỳ Duyên và bạn trai cũng chia tay trong sự tiếc nuối. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.